TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Vào đi. Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta phải nói chuyện một cách thật bình tĩnh mới được. Bởi vì tôi muốn chuyện này phải được giải quyết theo những gì tôi biết cho tới ngày hôm nay. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người có giáo dục, có phải không? Hả? Hai người nghe đây. Hai người là bác sĩ sản khoa của Ellen. Hai người là những người đầu tiên nhìn thấy con của cổ. Và làm ơn giải thích cho tôi để tôi hiểu rõ một chuyện. Và đừng có dối trá gì nữa, nghe rõ không? Là tại sao mẫu ADN của tôi và cả Ellen và Eli đều không khớp với nhau? Điều đó có nghĩa là Eli không phải con ruột của chúng tôi. Carlos, về mặt y học có một vài lý do phức tạp khiến ADN của anh không khớp với ADN của Eli. Có lẽ là mẫu xét nghiệm đã bị nhiễm bẩn, hoặc là mẫu máu đó họ lấy. Cô cho rằng tôi là một thằng ngu hay sao? Layla, tôi nhớ cô đã nói với tôi mà, Ellen đã ngủ khi sinh bởi vì cổ phải sinh mổ. Tôi nói có đúng không? Nói đi, có thật là như vậy hay không Layla? Trong khi cổ đang ngủ và ngay sau khi Ellen sinh xong thì cô đã làm cái gì với con cổ? Cô đã trao đổi với một đứa bé khác, có phải không? Carlos, chúng tôi thật sự không bao giờ làm như vậy. Cả tôi và Layla cũng không tin và không hiểu tại sao ADN của anh lại khác với ADN của Eli. Carlos à, Candy và em là những bác sĩ có uy tín. Điều đó trái với đạo đức của bác sĩ. Lý luận đó của anh là không đúng. Anh có thể hỏi những bác sĩ khác đi mà. Đừng nói đạo đức với tôi. Bởi vì cô không hề biết những thứ đó. Buông ra. Em dám nói dối tôi sao? Carlos à, Carlos. Layla, con của tôi đâu? Tôi đau đó. Con trả lời đi. Bình tĩnh đi Carlos. Con của tôi đâu? Đi làm nói đau mà. Dì lại đi Carlos. Đi rồi. Thôi đi. Xin anh đâu? Em ra. Carlos à, nói gì vậy? Con của tôi đâu? Hả? Con của tôi đâu? Đủ rồi, anh nói ai vậy chứ? Thả tôi ra. Cô đem con của tôi đi đâu? Carlos, tôi hỏi cô một lần nữa, con của tôi đâu? Cô cũng giống cô ta thôi. Cô mau trả lời đi. Làm sao, làm sao tôi biết được? Trả lời đi, con của tôi đâu? Thả tôi ra. Em không chung lời của em về chuyện này đâu. Carlos, cô im miệng đi. Cô ấy không biết gì cả. Em cũng không biết gì cả. Thậm chí bây giờ anh giết em đi cũng không biết gì đâu. Tôi giết cô có phải không? Hả? Cô tự giết Carlos cô chứ à. Cô im miệng chưa? Xin anh dừng lại đi Carlos à. Anh hãy thả Layla ra đi Carlos. Tôi biết không, Carlos à. Giết tôi đi Carlos. Đi Carlos, giết tôi đi. Nếu chị giết cô thôi thì chưa đủ cho cô đâu. Mau trả cô lại cho tôi. Đồ phù thủy độc ác, cô của tôi đâu? Mau lập tức trả cô lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô. Cô nghe rõ không? Tôi nhất định giết chết cô, hoặc là tống cô vào tù và mặc xác cô, không quan tâm cô sống ra sao trong đó, cho dù cô có là vợ tôi đi chăng nữa. Eli à, dù em nói như thế nào thì anh cũng không thể, không thể không lo lắng cho em được.